Còn một con cái cuối cùng nha anh em nhé. Đấy. Thì con này thì nó có chống sốc nhưng mà là túi mềm nhé, không phải túi cứng, dành để cho anh em để ISO, cần nục, cần tay. Thì con này tổng chiều dài là 1m2 nha anh em nhé, 1m2. Còn duy nhất một ngăn thôi. Đấy, duy nhất một ngăn. Một cái thôi. 150.000 cộng ship nha anh em nhé, 150.000 cộng ship.